Bài hát chỉ trích Big Quê của Shakira lập 4 kỷ lục Guinness. BZRP Music Session Vol. 53 là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Shakira trong năm 2023. Ca khúc thiết lập nhiều thành tích ấn tượng sau khi ra mắt. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness WKR thông báo Shakira lập 4 kỷ lục thế giới nhờ thành tích ấn tượng của BZRP Music Session Vol. 53, ca khúc kết hợp cùng DJ Bizarrap, oanh tạc bảng xếp hạng Billboard và hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc khác. Ngày 10 tháng 3, ngôi sao người Colombia và cộng sự Bizarrap được trao giấy chứng nhận khi tham gia chương trình The Tonight Show starring Jimmy Fallon. BZRP Music Session Vol. 53 là ca khúc Latin được phát trực tuyến nhiều nhất trong cả khung thời gian 24 giờ và một tuần. Bản nhạc thu hút 14,4 triệu lượt phát trong ngày và 80,6 triệu lượt phát trong tuần. Ca khúc phá kỷ lục bài hát Latin, đạt 100 triệu lượt xem, nhanh nhất và phá luôn kỷ lục về lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ với 63 triệu lượt trong một ngày trên YouTube. Rolling Stone cho biết nhờ BZRP Music Session Vol. 53, Shakira trở thành giọng ca nữ đầu tiên lọt top 10 Billboard Hot 100 với sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời là nữ ca sĩ đầu tiên tự thay thế mình ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Latin Airplay. Chưa kể, Shakira cũng được công nhận phá kỷ lục sở hữu bài hát lọt top 10 nhiều nhất trên cả bảng xếp hạng Billboard Hot Latin Song và Latin Airplay đối với một nghệ sĩ nữ. Ra mắt ngày 12 tháng 1, BZRP Music Session 53 được Billboard nhận định chứa phần lyric ám chỉ sự tệ bạc của Gerard Piqué, cũng như công kích bồ mới của cựu trung vệ Tây Ban Nha. Có đoạn, Shakira hát, xin lỗi anh yêu, đáng nhẽ ra, em nên đã anh khỏi đây từ lâu. Một con sói như em không dành cho người như anh, em đã quá tốt với anh, đó là lý do anh chọn ở bên người giống như anh. Nữ ca sĩ than thở bị bạn trai bỏ mặc cùng với mẹ chồng, bị các tay paparazzi làm phiền suốt ngày trước cửa nhà và cả scandal nợ thuế trong sản phẩm âm nhạc này.